Chào tất cả anh em, Trung Bonsai đang có mặt tại Thanh Hóa với rất nhiều tác phẩm kinh điển đã được anh em yêu cây cảnh mang về Thanh Hóa đây. Thì hôm nay Trung Bonsai sẽ tác nghiệp sơ qua một số tác phẩm kinh điển mà anh em đã từng chiêm ngưỡng qua rồi. Một tác phẩm đầu tiên là tác phẩm Vân Vũ Quần Tùng, một tác phẩm mà chủ nhân Hưng à, không biết là có đúng không nhỉ? Đấy rồi, anh Nguyễn Hưng, số điện thoại là 0919125699 nhá. Anh Nguyễn Hưng là một trong những người rất yêu cây cảnh và đã phải hy sinh một cái xe ô tô để đổi một tác phẩm như này. Để anh em nào biết là một cây trực hoành như này thì quá là đỉnh rồi. Con xe xanh này là con xanh quê thôi nhưng mà nó quá là đẹp. Nha anh em nhá. Đây. Bộ móng chân thế này. Bấu vào như cây mâm xôi con gà vậy. Bộ chân bên dưới. Khủng khiếp. Một trong những người trẻ nhưng mà có đôi bàn tay vàng của làng cây cảnh Việt Nam, anh tác phẩm thân tài của anh Quyền, một trong những người chắc là anh em thông qua nhiều kênh bonsai cũng như kênh của anh Minh Dưỡng thì đã biết rồi. Tác phẩm này là một tác phẩm mà anh Quyền cũng rất tâm đắc qua những kênh bonsai của một số anh em đưa lên rồi, đặc biệt là kênh YouTube của anh Mạnh Bonsai hoặc là Vinh Nguyễn cũng đã đưa tác phẩm này rồi. Số điện thoại của anh Quyền là 0972265239. Anh Quyền là một trong những người có đôi bàn tay phải nói là rất là tài hoa. Anh đã cắt chỉnh sửa cây dấu ấn thời gian mà anh em đã chiêm ngưỡng của anh Minh Dưỡng. Đây là chủ nhân tác phẩm có 102 này. Cây thì tuổi đời nó cũng chưa cao đâu nhưng mà thân thế và dáng nó rất là đẹp. Anh Quyền anh mỗi lần làm cái này anh nhặt từng cái lá thôi. Để tiếp tục sang một tác phẩm nữa nhá anh em nhá. Thì có quay chi tiết thì nó cũng để video sau thôi. Đây chỉ quay qua để cho anh em có thể về tận nơi chiêm ngưỡng. À, đỉnh luôn. Cái tay ấy địa khủng khiếp, cắt giật rất nhiều, và nó là một trong những người sâu má của cái cảnh ở Việt Nam. Tác phẩm thứ ba đây, không biết là của tiết nào vì chưa đề biển nên Trung Bonsai cũng không dòng xanh Nam Điền mà đẹp như này. Đặt ở vị trí này là một trong những cây đề. Nó là hàng hiếm. Đây có phải là siêu phẩm không thì chắc là anh em tự đánh giá nhé. Một cây dưới của anh Hòa Taxi đây. Cái này thì cũng đi rất nhiều cuộc triển lãm rồi.
được rất nhiều anh em trong và ngoài nước đánh giá cao, đặc biệt là những người nước ngoài người ta đã về tận nơi, tận vườn của anh Hòa Taxi để chiêm ngưỡng rồi. Thì anh em chiêm ngưỡng nhé, tác phẩm gọi là không có đối thủ. Với những video này, Trung Bonsai sẽ giới thiệu chi tiết một số tác phẩm mà xuất sắc thôi. Để tác phẩm này anh Hòa anh đang sửa cháy sao mà đang treo về, thân của nó mỏng banh luôn. Ông tán ra cắt nét giờ tí nữa thì đẹp chặt con này đúng không? Cây to cây bé mà cái cây như là bao nhiêu tiền? Cái này á, này khoảng độ 16 tỷ á, cây dưới của anh Hòa Taxi á. Cây cảnh nó vô giá mà. Thì mỗi người một cái nhìn này. Cái này thì nó rất đẹp, một cái thân này, cái dưới này nó bao nhiêu năm rồi, nó có vẻ ở trong năm và bách biết của nó mỏng bách như này mà thân nó bóc như này bông tán của nó. Nhưng mà đã những thằng có cây này mà không có tổ chức hỗ trợ để đem ra thì người ta thưởng thức để ở nhà một mình cũng chán các chị đấy nha. Đấy là ý kiến của những một số các bác đang đi chiêm ngưỡng đây nha, là các anh có cái đẹp là tích cực phải tham gia những cuộc triển lãm, không được để ở nhà. Đi những cuộc triển lãm như này đây, các bác đang có ý kiến này vì còn nhiều tác phẩm ở trong dân nữa, trong số anh em, nhưng mà vì anh em mang đi là sợ đó lồng công hoặc là vì vất vả gì đó nên anh em chưa mang đến, chứ còn rất nhiều. Đấy, còn rất nhiều tác phẩm đẹp. Đúng rồi, tôn vinh lên chứ anh ở trong phạm vi của anh thì bác có nhiều cái cảnh không ạ? Ta đến đây ta chỉ chiêm ngưỡng rồi. Đấy nha, hai bác hôm nay đi tập chắc là tập thể dục sớm nên là cũng là đến đây ngắm cây. Thôi thì cây cảnh thì nó muôn vàn lắm, có người thích có người không. Nhưng mà anh em nào mà thông điệp của một số bác đây là muốn anh em là đã còn cây đang còn cất giữ ở trong thì cố gắng mang ra để cho anh em cho xã hội người ta chiêm ngưỡng. Còn giá trị của nó thì để cho người yêu cây người ta đánh giá thôi. Bây giờ mình nói 20 tỷ, 30 tỷ đấy. 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 Nguyên cái chậu không đã cả một vấn đề rồi. Vẫn tiếp tục đang chuyển đến. Trước đây còn mình tham gia. Và đây là một số bác đã đến chỉ đạo và đánh giá một số tác phẩm nhé. Anh Hùng hội chung rồi. Vâng. Cụ Lâm Bồng Thạch siêu phẩm, lối tiếp siêu phẩm. Hôm nay các đoàn đang mang về nên là rất là ồn anh em ạ. Chung một tay cũng chỉ thoáng qua để cho anh em nhìn thôi. Hôm sau sẽ quay chi tiết. Bên cạnh kia cũng là ông Vũ Song Hồng cũng đang tích cực chung bonsai đưa hình ảnh đến với tất cả anh em yêu mến nhé. Con này là chất này. Toàn hàng chất thôi. Số anh em cũng đang đi chụp ảnh lưu lại những hình ảnh của cuộc triển lãm này.
Chú Bonsai cũng xin dừng video đây để chuyển sang một video tiếp theo nhé. Anh em chờ đón xem, còn rất nhiều tác phẩm kinh điển ở phía sau nữa. Anh em đừng quên nút đăng ký và nút chuông để tiếp tục theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt. Con này đẹp. Bản chất là chất như thế. Quá nhiều siêu phẩm. Con tiên trụ này thì anh em cũng quá nhãn rồi, trên truyền hình rồi. Đặc biệt là Mạnh Bonsai cũng đã tác nghiệp rất nhiều. Hôm nay Chú Bonsai cũng quay lại. Quá nhiều siêu phẩm.